không hề là gì, là có vấn đề gì cả. Đó. Câu số 6, what hay là where, là who hay là whoever, cảm giác là liên quan đến ngữ pháp. Câu 7 cũng liên quan đến từ vựng, đúng không? Câu số 8 thì nó là loại câu là điền hoàn thành, điền câu ở chỗ trống, thì là loại câu tương đối khó rồi. Chúng ta sẽ xét câu số 5 nhé. Câu số 5, nào, câu số 5. Câu số 5 ở đây là gì? Là chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy là gì? Là đang nói đến một cái National Bank là sẽ không mở. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào những cái câu hỏi liên quan cửa vào ngày 15 tháng 3 trong cái lễ kỷ niệm mà ngày Quốc Khánh, đúng không? Và because of this, bởi vì điều đó thì tất cả employee là nên nộp các cái bảng mà thì bảng chấm công vào ngày thứ năm, ngày 14 tháng 3. One day, one day faster thì không ok rồi, đúng không? Earlier, earlier tức là một ngày sớm hơn so với cả usual bình thường. Như vậy đáp án chuẩn là baby. Previous đó là chuyển đến ngữ pháp và liên quan đến từ vựng của phần bát 6. Trước thì previous nó phải là có một cái danh từ đằng sau cơ, nên ở đây C không chuẩn, advanced cũng không ok, earlier sớm hơn, B chuẩn. Câu số 6 là câu hỏi liên quan đến, các bạn nhìn thấy ngay ở cái câu 6, đúng không? Là as well as the offsite employees. Ở đằng sau lại submit động từ, trước là employee, nên chỗ này bắt buộc người ta sẽ dùng là một cái mệnh để quan hệ, đúng không? Và đại từ thì chúng ta sẽ xét một vài những cái ví dụ sau. Quan hệ thay thế là gì? Là đáp án chuẩn là who, người mà đã nộp cái đơn của họ, đúng không? Who submit their time gì đó. Đáp án chuẩn là C. Câu số 7 của chúng ta có training này, có payment này, có increase này, đúng không? Thế thì chúng ta nhìn câu số 7 này. Những nhân viên mà gọi là contract employees, nó gọi là nhân viên mà như nào nhỉ? Nào, cái ví dụ thứ nhất ở đây chúng ta xét đến thì các bạn nhìn những nhân viên mà theo kiểu hợp đồng ấy, thì nên tư vấn cái người làm sao? Supervisor, tức là cái người giám sát của họ, sếp của họ, để quyết định xem là gì, là cái lịch gì đó sẽ ảnh hưởng đến họ như thế nào. Thì chúng ta có 4 đáp án. Lịch là lịch training này, training thì có vẻ cũng không hợp, đúng không? Payment này, lịch trả ảnh hưởng thì cũng không nói đến này. Increase tăng ở đây không đúng này, chỉ có đi. Cái lịch mà thì là nghỉ thấy, là cái câu hỏi thứ nhất của chúng ta này, đóng cửa này sẽ ảnh hưởng đến họ như thế nào. Đáp án chuẩn của chúng ta sẽ là đi, daddy. Nào, câu số 8 là cái câu mà liên quan đến, nó gọi là hoàn thành điền câu vào chỗ trống, tương đối khó. Chúng ta phải hiểu được câu trước. Câu trước chúng ta là please contact the payroll office, tức là liên lạc với cả bộ phận là gì, là tính lương, để make là alternative arrangement, tức là để đưa ra những cái phương án mà thay thế. Thế thì đúng không? Ô trống thứ nhất của chúng ta là chúng ta nhìn chúng ta thì ở đây chúng ta là gì, là có đáp án A của mình là cái paycheck will be sent out on tức là cái paycheck này sẽ được gửi ra vào ngày 14, thì nó không liên quan gì, đúng không? Mình đang nói paycheck tức là trả lương, tự nhiên lại gửi ra vào cái ngày 14, thì đưa ra cái ngày 14 thì không ổn lắm, bởi vì cái gọi là chấm công mình ngày 15 mới nộp, mà 14 đã có tính lương, đã có lương. B của mình là gì nhỉ? Nó có thể it can be reached. À, biết ngay là gì, nó hỏi về từ vựng, và để liên quan đến từ vựng tức là nó có thể gọi điện bởi quay cái số là gì, 704. Thì ngay câu trên của mình đang nói đến contact, đang nói đến vấn đề là gì, gọi điện cho cái bộ phận là gì, là lương, đúng không? Và chỗ này nó phát triển thêm một cái câu nữa là gì, là có thể gọi bằng cách là gì, quay số 704. Thì cảm giác câu này, đáp án B này là đáp án hoàn toàn là gì, là chuẩn. Đấy, đáp án C là gì, tất cả các cái bảng lương thì bảng chấm công thì nên là gì, là ở trên bảng của tôi, vì bắt buộc chúng ta sẽ phải là gì, học rất là nhiều. Thế thì ở cuối ngày hôm nay thì nó cũng không liên quan gì đến câu trên lắm. Câu số 8 và đáp án D là gì, hope that everyone enjoy the day off, thì nó không liên quan gì được, đang nói đến là gì, đến cái việc mà sắp xếp cái việc là gì, là nộp cái bảng chấm công như thế nào, đúng không? Thì cũng không liên quan gì đến enjoy cái ngày mà nghỉ cả. Thế đáp án chuẩn của câu này đẹp nhất nó sẽ là đáp án B. Đáp án B. Rồi, như vậy chúng ta vừa xét hai cái ví dụ liên quan đến gọi là
ngày hôm nay là gì, là chúng ta là gì, luyện thêm một số bài, hai cái ví dụ liên quan đến gọi là phần part 6, những cái câu hỏi liên quan đến ngữ pháp, liên quan đến từ vựng, cũng như liên quan đến là gì, điền câu ở chỗ trống nó như thế nào, để có thể là gì, là làm tốt hơn một part 6 này, thì mời các bạn là gì, làm thêm các cái phần luyện tập của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài tiếp theo. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải liên quan đến ngữ pháp và từ vựng của trong phần part 6. Và cái bài hôm sau ấy thì chúng ta sẽ luyện tập là gì, chúng ta học rất là nhiều những từ vựng mà thường gặp ở trong phần part 6, thì các bạn sẽ là gì, sẽ tập trung vào phần đó cho thầy, đảm bảo là gì, cái vốn từ vựng của các bạn sẽ phải tăng lên. Nào, ở đây có 4 đáp án, một là place, đúng không? 2 là inspect, 3 là present, đáp án D của mình là state. Thế thì ở đây chúng ta nhìn cái câu số 1, chúng ta sẽ thấy xét đến phần part 6 những cái câu hỏi liên quan đến ngữ pháp và ý là gì nhỉ? Là my assistant Gina will be collecting donations to be used to purchase a gift to. Tức là người trợ lý Gina của chúng tôi sẽ thu thập những cái khoản mà thì hỗ trợ được dùng để mua một món quà để gì nhỉ? Inspect thì câu inspect của chúng ta là như nào? Inspect tức là B của mình là điều tra, đúng không? Không đúng. Place cũng không đúng. Đáp án D từ vựng. Thực tế phần part 6 như các bạn đã biết thì bản test cũng không đúng. Nó chỉ có đáp án là gì? C là để trao tặng. Trao tặng cho Peter ở cái bữa tiệc đó. Như vậy câu 1 của chúng ta phải là C. Câu số 2 của chúng ta thì các bạn nhìn thấy nó là loại câu gì nhỉ? Nó là loại câu mà các bạn thấy rất là rõ là câu mà điền câu vào chỗ trống. Thế thì chúng ta lại phải hiểu được là gì, là câu trước và câu sau của nó. Câu trước của chúng ta là gì, là vừa nói đến là gì, là người trợ lý Gina sẽ là gì, connecting, tức là thu chất nó cũng không khác gì phần part 5, vẫn là liên quan đến câu tập những cái khoản đóng góp để mua một quà để trao tặng cho Peter ở bữa tiệc. Và tiếp này là đây là gì, là chúng ta nhìn thấy 4 đáp án này. 4 đáp án của chúng ta là gì, chúng ta thấy một cái đáp án là gì, là thank you so much for attending the party. Đấy thì cũng không hợp lý lắm, đúng không? Ở trên đang là gì, đang quyên góp tiền để mua quà tặng, mà lại chỗ này lại cảm ơn là tham dự bữa tiệc thì không hay lắm. B của chúng ta là hope everyone will contribute to the fun, tức là hy vọng rằng tất cả hỏi là gì, ngữ pháp và từ vựng. Và nếu như các bạn đã học, mọi người sẽ đóng góp tới cái quỹ đó thì có vẻ rất hợp lý, đúng không? Đang kêu gọi mà, kêu gọi thì chỗ này là hope là everyone will contribute to the fun, hợp lý, tương đối hợp lý. Đáp C là yêu cầu là cô ấy là gì, đưa chỉ cho bạn là cái quà nào, là nó quà trông như thế nào, thì cũng không hợp lý lắm. D của daddy của mình là Peter là really appreciate, tức là really Peter thì thực sự là đánh giá cao cái gọi là cái tất cả những cái bài học trước đây, thì các bạn có thể là cái send off mà chúng ta là đưa cho anh ấy, thế thì nó cũng không hợp lý. Thì như vậy đáp án chuẩn chỉ có là đáp án là gì, B thôi, đúng không? Đáp án B là đáp án chuẩn. Câu số 3 của chúng ta nhìn thấy là gì, câu 3 và câu 4. Câu 3 và câu 4 thì liên quan đến ngữ pháp thì hoàn toàn chúng ta có thể làm được ngay. Câu 3 của mình là gì nhỉ, là please contact Gina before 5 p.m. on November 10 và thì to let her know. Ở đây đằng sau của chúng ta có you will be attending on, áp dụng những cái kỹ năng là gì, những cái kiến thức của ngữ pháp not, tức là nó thể hiện một cái mệnh đề danh ngữ, liệu rằng là anh có tham dự hay không. Và cái từ liệu rằng chúng ta rất hay dùng cái từ là gì, whether, đúng không? Như vậy đáp án chuẩn của chúng ta là B, câu số 3. Câu số 4 của chúng ta, câu số 4 là I hope everyone. Đấy. Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ tham dự cái sự kiện này để kỷ niệm là gì, là Peter gì đó. Thì ở đây chúng ta có 4 đáp án là the, this, that, true, then. Thì câu này quá dễ. Tôi vào những cái bài thi part 6 mà thay đổi I hope that, đúng không? Tôi hy vọng rằng là everyone, I hope that everyone will be able to attend. Thì đáp án chuẩn của chúng ta là đáp án B, that. Ok. Nào chúng ta sẽ xét thêm một cái ví dụ nữa về cái part 6 này. Ở trên bảng thì các bạn lại nhìn thấy một bài đọc, chúng ta lại có 4 câu. Và 4 câu này thì chúng ta nhìn thấy là gì, là câu số 5 liên quan đến gì nhỉ? Đến từ vựng.